Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 1 năm 2024. Mình đang có mặt tại con đường Hùng Vương quý vị ha. Đi theo hướng này là chúng ta sẽ đi về trung tâm thành phố Đà Lạt. Còn hướng ngược lại là đi về Trại Mát Cầu Đất quý vị. Ở đây quý vị thấy có căn nhà biệt thự đẹp không? Ở trong toàn hoa, bên ngoài cũng toàn hoa luôn. Và cũng có cây hoa mai đào nở rực rỡ phía trước nữa quý vị này. Quá đẹp luôn ha, rất là tuyệt vời, đúng là căn nhà hài hòa thiên nhiên để thiệt chứ. Chủ nhân của căn nhà này phải nói là rất là yêu hoa và yêu thiên nhiên đó quý vị, mới có thể trồng được rất là nhiều hoa như thế này ha. Có thời gian để chăm sóc đó, phải yêu với lại có thời gian để chăm sóc hoa cho nó đẹp, nó tươi ấy, thì mới được. Còn có nhiều người ham hố mua hoa về nhưng mà để không có thời gian chăm sóc, thành ra để heo queo luôn, dễ sợ. Đà Lạt sáng hôm nay trời cũng ấm áp quý vị, nắng rực rỡ ấm áp ha. Phong trà Lục Huyền Cầm, hầm rượu vang đó. Để tới đây mình rẽ vào con hẻm này cái, hình như là con hẻm này sẽ băng qua bên đường Hồ Xuân Hương đấy. Rẽ vào hẻm này quý vị. Không biết đi theo hướng nào để băng qua. Có lẽ là theo hướng này đây. Hoa mai anh đào thì lỡm chớm vài cây ra bông ra hoa vậy thôi. Bây giờ muốn đẹp là phải đi tìm đấy. Còn nó chưa ra rực rỡ đại trà giống như là những năm trước đâu. Con hẻm nó rất sạch sẽ luôn quý vị ha. Xe ô tô vào đầu trước cửa nhà luôn. Với những con hẻm như thế này và nhà cửa như thế này thì phải nói mắc lắm luôn quý vị. Ở bên dưới vẫn còn rất là nhiều vườn ha. Đấy. Bên kia là quả đồi. Đồi trọc người ta làm vườn. Mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi xuyên về làng hoa lớn của Đà Lạt để cập nhật tình hình hoa Tết ha. Trong những con hẻm mà phải nói là họ rất là giàu, nhà cửa toàn là đồ sộ không, dễ sợ. Xuống dưới này là đường tàu đó quý vị này, đường ra xe lửa chạy về Trại Mát đó. Còn chạy hướng như thế này là về Quang Trung đó quý vị. Đấy, chú ý tàu hỏa đó, đường ra xe lửa, đường tàu ha. Rồi, xuống đây là đường Hồ Xuân Hương quý vị. Mình đi theo hướng này á, chạy thẳng là sẽ tới Hồ Than Thở. Hồ Than Thở với đồi thông Hai Mồ nó nằm ngay trước mặt rồi. Đoạn là thôi. Và đi thẳng là chúng ta sẽ đi về phường 12 Thái Phiên luôn quý vị. Cũng là một trong những làng hoa lớn của thành phố Đà Lạt á. Bây giờ mình rẽ phải đi để đi vào con hẻm này. Đây cũng là một cái khu vực sản xuất nông nghiệp rau bông hoa, gọi là làng hoa đó quý vị. Rất là lớn, nó kéo dài về dưới Trại Mát ha, nối qua Thái Phiên nữa. Trong này thì bà con mình nhà kính nhà lòng, phải nói là bạc ngàn bao la, gọi là làng hoa mà quý vị.
đây là con đường một làn ô tô thôi, hai xe mà gặp nhau đánh nhau cũng hơi bị khó, hơi khổ. Năm nay bà con nông dân ở thành phố Đà Lạt các trồng hoa Tết, họ cũng lường trước được cái sự khó khăn trong việc tiêu thụ hoa Tết của năm nay á, cho nên họ cũng chủ động mà giảm diện tích bớt đi quý vị, không trồng ảo ạt giống như những năm trước nữa. Những năm trước mà đến dịp Tết á, bà con mình phải nói là ảo ạt trồng vì cái lượng tiêu thụ hoa Tết rất là lớn đó, họ cung cấp cho cả nước mà. Nhưng mà năm nay họ cũng lường trước là do kinh tế khó khăn, sức mua giảm đó. Sức mua giảm cho nên chị cũng sợ, sợ là trồng ra nhiều nhưng mà thị trường thì ảm đạm, sợ vỡ trận, sợ thiệt hại, cho nên chị phải chủ động giảm diện tích. Có nhiều thông tin của bên cơ quan phát triển nông thôn của tỉnh Lâm Đồng thì họ nói có nhiều bà con là cũng giảm, chủ động là giảm diện tích trồng hoa xuống tầm khoảng 10 đến 30%, thay vào đó là họ sẽ tập trung chăm sóc những cái diện tích mà mình đang có đấy để nâng cao cái chất lượng của bông hoa đó, và hy vọng là cuối năm này sẽ được giá đó. Như vậy cũng rất là tốt đó quý vị, thay vì tập trung vào số lượng sản lượng thì họ sẽ tập trung vào chất lượng ha, rải rác trên những cái khu vực làng hoa này thì có nhà của bà con mình ở rồi làm hoa luôn. Nếu nhà của bà con mà ở trong những khu vực này thì nó cũng khá là ô nhiễm. Về địa bàn sản xuất nông nghiệp thì thường thường dùng thuốc bảo vệ thực vật với lại vật tư nông nghiệp rồi đó, ít nhiều gì nó cũng tác động đến sức khỏe đấy. Có nhiều người thì họ không có ở đấy quý vị, họ chỉ có đi vào làm vườn rồi đi ra thôi đấy. Hoa năm nay rất là nhiều, họ trồng trong vườn và trong nhà kính nhà lồng ở bên ngoài, nhìn thoáng thoáng qua vậy thôi. Trồng trong nhà kính nhà lồng để cho năng suất cao đó quý vị, giảm sâu bệnh và ít sự tác động của thời tiết bên ngoài đó, cho sản lượng cao nữa đó. Dọc này thì bà con trồng hoa ly này quý vị, ly rất là nhiều. Hoa ly đó thì phải nói là nó cho giá trị kinh tế rất là cao. Những ai có vốn thì mới phải nói đầu tư mà trồng được ha. Còn lại là bà con mình trồng hoa cúc rồi sa lem rồi này kia tùm lum hết. Ở dưới này là hoa ly đi quý vị này, chuẩn bị cắt đi rồi đó. 10 ngày nửa tháng nữa là họ cũng chuẩn bị cắt và đóng đi rồi quý vị. Đây có cây hoa man đào nhỏ nhỏ thôi nhưng ra đẹp không? Đó, hoa mai nào nó phải ra như thế này nó mới đẹp rồi quý vị. Còn lác đác lốm đốm với lại vài nhánh thì không đẹp. Đó, hoa ly rất là nhiều quý vị ha. Nếu như mà tiêu thụ hết vài sao hoa ly như vậy nó kiếm tiền tỷ đó quý vị ạ. Nhưng mà đòi hỏi bỏ vốn ra khá là cao. Cái giống mắc lắm quý vị, giống nhiều lúc họ phải nhập về. Bên này hoa ly này, năm nay bà con mình trồng hoa ly cho Tết rất là nhiều. Và song song với dịp Tết sắp tới đó thì họ cũng trồng cho ra năm, vì ra năm là lượng tiêu thụ hoa cũng khá là lớn khi mà những cái dịp rằm tháng giêng rồi đó. Đó, nhìn về dưới này là bạc ngàn lượt làng hoa rồi quý vị ha, hoa rất là nhiều. Mà thường thường tới dịp Tết đó quý vị thì phải nói là bà con mình mua hoa về cắm Tết mắc lắm luôn ấy. Kể cả người dân Đà Lạt luôn, mua về cắm Tết cũng rất là mắc. Đó, nhìn xuống dưới kia là bao la bạc ngàn luôn, kéo dài về dưới Thái Phiên luôn quý vị.
năm nay nếu như mà tiêu thụ được giá rồi quý vị, và cũng được chút sản lượng nữa, thì bà con nông dân của Đà Lạt cũng có một cái Tết ấm no đấy. Chúc cho bà con nông dân mình thắng lớn ha. Ra đây là con đường 723 này, nếu rẽ trái đi thẳng là về núi Hồng Bồ và về nối qua Bùng Binh Thái Phiên và quốc lộ 27C để đi Nha Trang đó. Còn rẽ đi theo hướng này là chúng ta sẽ đi về Trại Mát đó quý vị. Đường 723 quý vị ạ. Đó. Những con đường mà có số như vậy là người ta gọi là tỉnh lộ rồi quý vị. Ví dụ như tỉnh lộ 725, tỉnh lộ 723 đó. Từ vị trí này mà đi về trung tâm thành phố Đà Lạt là tầm khoảng 10 cái số ha. Bạc ngàn hoa ha. Năm nay là phải nói là hoa bạc ngàn. Đà Lạt này ngắm hoa không thôi là cũng đủ no rồi. Đây là địa bàn sản xuất hoa lớn nhất nước đó quý vị. Hoa rau đó, đặc biệt là hoa đấy. Ngoài cung cấp cho thị trường ở trong nước ra thì cũng xuất khẩu nữa quý vị ha. Năm xưa khi mà du lịch chưa phát triển đó, thì ở Đà Lạt này bà con mình là đa số là làm vườn làm hoa đó. Làm vườn đấy, trồng rau trồng hoa đấy. Bây giờ nhiều người ở trong trung tâm thành phố nhưng mà cũng rất là có nhà trung tâm thành phố nhưng mà cũng có vườn ở vùng ven như thế này. Và họ cũng làm nông nghiệp, thậm chí là ba đời làm nông nghiệp rồi, ba đời làm vườn rồi quý vị. Đó, dọc này là rất là nhiều những cái vừa ha, vừa để bà con mình buôn bán nông sản đó. Và ra ngoài thì có cái chợ nông sản khá là lớn ngoài Trại Mát đó. Đà Lạt nói dự kiến là đến 2030 là sẽ di dời toàn bộ hệ thống nhà kính nhà lồng, tháo gỡ toàn bộ hệ thống nhà kính nhà lồng ra khỏi nội ô thành phố Đà Lạt và dời ra vùng ven, dời ra xa. Tuy nhiên để mà thực hiện được cái việc làm đó đến 2030 mà làm hết cái vấn đề đó vô cùng khó khăn luôn quý vị, không phải đơn giản đâu. Không phải nói giờ là giờ được đâu. Giờ thì trả lại cảnh quan cho Đà Lạt, cho nội ô nó đẹp. Nhưng mà để làm sao bảo đảm được kế sinh nhai của hàng ngàn hộ nông dân đó, thì không hề đơn giản đâu quý vị. Vì nói gì thì nói chứ nền kinh tế của Đà Lạt, nông nghiệp là chủ lực đó, du lịch là mũi nhọn đó. Ta luôn luôn nói như vậy, xác định như vậy đó quý vị. Cho nên cần phải nỗ lực nghiên cứu và lâu dài đó quý vị ha. Để mình rẽ lên cái chỗ Hoàng Hôn Xóm Lèo này cái ha. Rẽ lên lại thôi, nhưng mình thật sự ra đi cũng rất là nhiều rồi. Lời của gió cà phê. Trên này bây giờ họ mở ra phải nói là bạc ngàn quán nướng, quán cà phê. Hồi trước xuống đây là không có, chỉ có một hai tiệm thôi để ngắm hoàng hôn sóng leo đó, nhưng mà bây giờ phải nói là bao la luôn rồi quý vị. Nhà bà con, căn nhà này xây theo cái kiểu xinh xinh nhỏ nhỏ hay ha. Đấy, con căn ở đây là quá tuyệt vời luôn. Xuân đã mới chớm về trên mà cao nguyên Lang Mỹ An, trên phố núi Đà Lạt thôi. Đó.
mới chớm thôi quý vị ạ. Đó, đây là hàng loạt quán nướng rất là nhiều. Buổi chiều thì khách mới đổ xuống đây, nhưng mà có nhiều hôm mình xuống đây thì mình thấy nó cũng khá là vắng quý vị. Đó, bà con mình ngồi dọc dọc này uống cà phê này, bánh trăng nướng, khoai lang, trứng nướng, cà phê, ăn đồ nướng luôn và ngắm view hoàng hôn cũng khá là đẹp đấy. Đó, dọc này rất là nhiều, quý vị thấy không, nhiều lắm luôn ý. Và còn rất là nhiều đất trống ở đây ha, mai mốt tương lai là người ta cũng phải nói là xây kín mít luôn á, không chờ lại đâu quý vị. Đó, xuân đã mới chớm về thôi quý vị ạ, xuân chớm về nhưng mà Tết thì chưa thấy đâu, mặc dù nó cần kề lắm rồi. Bây giờ dịch vụ và nó là nhan nhản ở khu vực này luôn, xiên que từ nướng. Mình nghĩ tương lai là những khu vực đất trống như thế này là người ta sẽ phủ kín mít luôn quý vị. Đó, bà con mình buổi chiều á hay bán đồ nướng đồ niếc ở đây này. Đó, ngồi những cái vỉa hè như thế này giống như khu vực ở dưới vùng biển ha. Đó, nhà bà con dưới này, căn nhà gỗ hay ha. Bên kia ông tìm nướng quý vị, rất là nhiều, quá trời trời luôn. Những cái lô đất trống ở trên quý vị, mai một là người ta sẽ phủ kín mít luôn. Có thể là làm dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán cà phê, rồi nhà ở nữa, khách sạn lưu trú nữa. Ở đây thấy cái tiệm nướng mà mạnh nhất, khách nhiều nhất là cái tiệm Lời Của Gió trên kia. Đó, thiết kế tiệm nướng quý vị ha, hay ha. Chân trời tiệm cà phê. Người ta vẫn tiếp tục mở ra thêm quý vị, nhiều lắm luôn á. Tương lai còn nhiều thêm nữa. Chừng này chưa đủ đâu. Dưới này họ cũng có cho thuê phòng trọ nhiều đó quý vị ạ. Rẽ phải vào đây một cái, vào ngắm lại cái cây hoa mai anh đào đẹp đẹp chiếu chiếu ở trong này một cái quý vị. Đây là con đường Sào Nam mà. Sào Nam Nam Hồ đấy. Và trong này là quán cà phê Tú Mưa To. Tú Mưa To luôn luôn có khách đông, rất là đông luôn quý vị. Đấy, trong này có một vài cây hoa mai anh đào nó đã ra rực rỡ rồi, cho nên bà con mình muốn chụp hoa mai anh đào thì xuống dưới này ha, khá là đẹp rồi. Đó, cây này đẹp này, nhưng mà chưa ra rực rỡ lắm, cây bên dưới mới đẹp nữa. Cây này mới đẹp được quý vị, quá đã luôn, hơi bị rực rỡ ha.
Hôm trước, cách đây khoảng tuần trước là mình vào đây thì thấy cây đó rực rỡ, những cây dưới này nó chưa ra này. Bây giờ nó cũng đang chấm chớm rồi ha. Nghỉ tầm khoảng 5-6 ngày đến 10 ngày nữa là nguyên cả cái con hẻm này nó cũng đẹp lắm luôn. Đó, xuân mới chớm về thôi ha, quý vị ha. Xuân chớm về ở Đà Lạt ngàn hoa. Đây là cà phê Tú Mơ To này.